Và mình có đến với kênh học trực tuyến trên kênh YouTube của trường trung học cơ sở Chu Văn An. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chương trình học trực tuyến với môn lịch sử lớp 7 của tuần 5 là bài 22 Sự Tuy Ý của Nhà Lý Công Chúa Thập Quyền từ thế kỷ 16 cho đến thế kỷ thứ 18. Yêu cầu của việc học trên kênh YouTube đó là các em sẽ lắng nghe bài giảng và sau đó ghi chép bài có trên các slide của bài học và tập để chúng ta nắm vững kiến thức và chuẩn bị tốt cho các bài kiểm tra. Và thì trở lại trường nhé. Cô bắt đầu bài 22. Bài 22 thì có hai nội dung tương đương với một la mã và hai la mã. Và cô bắt đầu từ phần một la mã đó là tình hình chính trị xã hội. Các em lắng nghe bài giảng và sau đó sẽ ghi chép lại nội dung bài học và tập nhé. Ở phần một la mã tình hình chính trị xã hội, cô trình bày hai nội dung. Một là nói về triều đình nhà Lê ở thế kỷ thứ 16 và hai là phong trào khởi nghĩa của nông dân ở đầu thế kỷ thứ 16. Về tình hình triều đình của nhà Lê thì chúng ta biết là nhà hậu Lê có nhiều nhà vua rất là giỏi, tiêu biểu nổi bật như là vua Lê Thánh Tông mà chúng ta đã được học ở bài 20. Nhưng bắt đầu từ thế kỷ 16 thì triều đình nhà Lê suy thoái. Biểu hiện cho sự suy thoái đó là vua quan phóng phân tỷ, xây dựng lâu đài cung điện tốn kém, nội bộ triều đình chia rẽ, đánh giết nhau để tranh giành quyền lực, và nhất là dưới đời vua Lê Uy Mục hay là vua Lê Tương Dực. À, vua Lê Uy Mục thì thường là sống xa hoa rồi ngày đêm rượu chè, khi quay rượu thì cho giết luôn cả cung phi để làm trò vui tiêu khiển. À, nên vua Lê Uy Mục còn bị gọi là vua quỷ, hay là vua Lê Tương Dực thì bị gọi là vua lợn. À, chúng ta thấy là triều đình nhà Lê có những nhà vua như thế nên đã góp phần làm cho nhà Lê thêm những và suy yếu. Ở trong bối cảnh đó, nó dẫn tới sự bùng nổ của phong trào khởi nghĩa nông dân ở đầu thế kỷ thứ 16. Nguyên nhân làm bùng nổ của phong trào khởi nghĩa này chính là mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ, mâu thuẫn giữa nhân dân với nhà nước phong kiến. Và những mâu thuẫn này nó phát triển lên đỉnh điểm đã làm bùng nổ các cuộc khởi nghĩa của nông dân, làm thành phong trào khởi nghĩa nông dân ở đầu thế kỷ thứ 16. Chúng ta sẽ điểm qua sơ lược các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong cái phong trào khởi nghĩa nông dân ở đầu thế kỷ 16 này nhé. Đó là cuộc khởi nghĩa của Trần Tuân diễn ra năm 1511 ở Sơn Tây, khởi nghĩa của Lê Hy, Trịnh Hưng nổ ra năm 1512 ở Nghệ An và sau đó phát triển ra Thanh Hóa, khởi nghĩa của Phùng Chương nổ ra năm 1515 ở Tam Đảo, và tiêu biểu nhất là khởi nghĩa của Trần Cảo vào năm 1516 ở Đông Kiều. Trong các cuộc khởi nghĩa của phong trào nông dân vào thế kỷ 16 này, chúng ta thấy được đánh giá tiêu biểu nhất đó là cuộc khởi nghĩa của Trần Cảo, bởi vì lực lượng của nghĩa quân rất đông và cuộc khởi nghĩa này đã ba lần tấn công Thăng Long và có lần chiếm được kinh thành, vua quan nhà Lê phải bỏ kinh thành chạy vào Thanh Hóa. Cho nên với cái sự lớn mạnh của cuộc khởi nghĩa này, nó được đánh giá là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất của phong trào nông dân vào thế kỷ 16. Kết quả các cuộc khởi nghĩa đều thất bại. À, phong trào nổ ra một cách lẻ tẻ, đơn lẻ từng cuộc khởi nghĩa một, cho nên cuối cùng là đều bị quân của triều đình đàn áp và dẫn đến thất bại. Tuy nhiên nó cũng có một cái ý nghĩa lớn lao, đó là tuy thất bại nhưng phong trào nông dân vào thế kỷ 16 đã giáng một đòn mạnh mẽ vào chính quyền nhà Lê đang mạnh mẽ. Và chúng ta kết thúc phần một la mã tìm hiểu về tình hình chính trị xã hội của nhà Lê vào thế kỷ 16. Các em sẽ ghi cái nội dung bài học này vào tập nhé. Và bây giờ tôi sẽ chuyển sang nội dung tiếp theo, đó là phần lược đồ phong trào nông dân đầu thế kỷ thứ 16, minh họa thêm cho chúng ta thấy những nơi mà khởi nghĩa đã nổ ra để làm thành phong trào nông dân. Đây chúng ta nhìn thấy ha, cô đã đánh dấu trên lược đồ hình 48
để chúng ta thấy được thị dân các nơi đã nổ ra khởi nghĩa của nông dân vào thế kỷ 16, đây là địa danh Sơn Tây, nơi diễn ra cuộc khởi nghĩa của Trần Tông. Rồi đây là Nghệ An, Thanh Hóa, là nơi đã diễn ra cuộc khởi nghĩa của Lê Hy, Trịnh Hân. Và đây là Tam Đảo, nơi diễn ra cuộc khởi nghĩa của Phùng Chương, là địa danh Đông Triều, nơi đã diễn ra cuộc khởi nghĩa của Trần Cảo vào năm 1516, là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất của phong trào nông dân. Và chúng ta thấy là cái hình ảnh trên lược đồ tượng trưng cho các cuộc khởi nghĩa bùng nổ ở khắp nơi. Lúc này là hình ảnh những ngọn lửa đang cháy, những ngọn lửa đang cháy rất lớn, biểu tượng cho cái sự nổi dậy chống lại triều đình nhà Lê của phong trào nhân dân vào thế kỷ 16. Phần 2 của bài là nội dung về các cuộc chiến tranh phong kiến, đó là cuộc chiến tranh Nam Bắc Triều và cuộc chiến tranh Trịnh Huyện. Và cô bắt đầu với cuộc chiến tranh phong kiến đầu tiên, đó là cuộc chiến tranh Nam Bắc Triều. Và trước hết chúng ta sẽ tìm hiểu khái niệm Nam Triều và Bắc Triều. Và lúc bấy giờ đó có hai triều đình cùng tồn tại ở phía Bắc và phía Nam nên đã gọi là Bắc Triều và Nam Triều. Vậy triều đình ở phía Bắc là triều đình nào, triều đình ở phía Nam là ở triều đình nào? Và chúng ta theo dõi bài học nhé. Năm 1527, Mạc Đăng Dung đã cướp ngôi của nhà Lê và lập ra nhà Mạc, cho nên gọi nhà Mạc là Bắc Triều, và không phục cái hành động cướp ngôi của nhà Mạc, không ủng hộ nhà Mạc. Một võ quan trung thành của nhà Lê đã bỏ nhà Mạc vào Thanh Hóa, tìm một người thuộc dòng dõi nhà Lê để lập lên làm vua, và võ quan trung thành đó chính là Nguyễn Kim. Năm 1533, Nguyễn Kim đã rời Thăng Long vào Thanh Hóa và tìm Lê Duy Ninh là người thuộc dòng dõi nhà Lê để lập Lê Duy Ninh lên làm vua với danh nghĩa Phù Lê Diệt Mạc. Nguyễn Kim gây dựng lại Sơn Diệt cho nhà Lê, tái lập lại nhà Lê. Và khi nhà Lê được thành lập lại ở Thanh Hóa đó, ta gọi nhà Lê đó là Nam Triều. Như vậy lúc này đất nước ta có tới hai triều đình, Bắc Triều là nhà Mạc và Nam Triều chính là nhà Lê vừa được thành lập lại với sự hộ giá của Nguyễn Kim. Cuộc chiến tranh giữa hai triều đình phong kiến này diễn ra trong một thời gian rất dài và nó kéo dài cho đến năm 1592 thì cuộc chiến tranh Nam Bắc Triều này chấm dứt khi họ mà thua, phải bỏ kinh thành Thăng Long và tháo chạy lên Cao Bằng. Vậy chiến tranh phong kiến Nam Bắc Triều chấm dứt thì liệu đất nước ta đã được yên bình và trở lại cuộc sống bình thường hay chưa? Chúng ta theo dõi tiếp phần 2. Sau cái cuộc chiến tranh Nam Bắc Triều thì đất nước ta lại tiếp tục rơi vào cuộc chiến tranh phong kiến thứ hai, đó là cuộc chiến tranh giữa hai họ Trịnh Nguyễn, mà trong lịch sử gọi đó là chiến tranh Trịnh Nguyễn hay còn gọi là thời kỳ Trịnh Nguyễn phân tranh. Sau chiến tranh Nam Bắc Triều, nhà Mạc thì lật đổ, nhà Lê lại tiếp tục nắm quyền thống trị. Thì chúng ta biết người có công lao lớn nhất trong việc xây dựng lại Sơn Diệt cho nhà Lê chính là Nguyễn Kim, nhưng chỉ sau vài năm thì Nguyễn Kim chết. Khi Nguyễn Kim chết, con rể là Trịnh Khiển đã sát hại con trai trưởng của Nguyễn Kim là Nguyễn Ung để lên nắm quyền. Khi Nguyễn Ung đã bị sát hại chết thì con trai thứ của Nguyễn Kim là Nguyễn Hoàng đã được cử vào trấn thủ cái vùng đất Thuận Hóa Quảng Nam, là một vùng đất xa xôi hoang sơ ở phía Nam. Thật ra không phải là Nguyễn Hoàng được Nguyễn Kim cử vào trấn thủ vùng đất này đâu, mà chính là vì lo sợ cho sự an toàn tính mạng của bản thân, cho nên Nguyễn Hoàng đã xin rời khỏi triều đình vào trấn thủ vùng đất Thuận Hóa Quảng Nam và được Nguyễn Kim, tôi xin lỗi, được Trịnh Chuyển đồng ý. Khi vào xây dựng cái vùng đất Thuận Hóa Quảng Nam này với một cái ý định là sẽ có một cơ sở vững chắc trong tay, một hậu phương hùng mạnh thì Nguyễn Hoàng sẽ đánh lại Trịnh Chuyển. Cho nên Nguyễn Hoàng đã ra sức xây dựng vùng đất này thành một cơ sở vững chắc và bắt đầu phản công lại họ Trịnh. Và cái hành động đầu tiên để phản công lại họ Trịnh đó chính là Nguyễn Hoàng không nộp thuế. Và sau cái hành động không nộp thuế nhân đó, chiến tranh Trịnh Nguyễn đã bắt đầu bùng nổ
vào năm 1627. Cuộc chiến này diễn ra gần 50 năm, kéo dài từ năm 1627 cho đến năm 1672 với 7 trận đánh lớn. Và trong 7 trận đánh lớn đó, chúng ta thấy là cứ đến mùa thì Trịnh Nguyễn lại xảy ra cuộc chiến. Có khi họ Trịnh kéo thuyền vào đánh họ Nguyễn, và cũng có khi họ Nguyễn kéo quân ra đánh họ Trịnh. 45 năm từ đời Trịnh Kiểm, Nguyễn Hoàng cho đến đời con cháu của Trịnh Kiểm và con cháu của Nguyễn Hoàng, đến năm 1672, cuộc chiến này vẫn bất phân thắng bại. Cho nên hai họ Trịnh Nguyễn đã quyết định chia đôi nước nước để cai trị, và ranh giới phân chia chính là sông Ranh thuộc tỉnh Quảng Bình. Mà kể từ sau cuộc chiến tranh Trịnh Nguyễn kết thúc vào năm 1672 thì đất nước ta bị chia cắt thành hai miền. Lúc này xuất hiện hai khu vực, từ đàng ngoài, gọi là đàng ngoài là từ sông Ranh trở ra phía bắc là khu vực cai trị của chính quyền vua Lê Chúa Trịnh, và từ sông Ranh trở vào nam gọi là khu vực Đàng Trong là khu vực cai trị của chính quyền chúa Nguyễn. Như vậy chúng ta lưu ý là thấy lúc này chính quyền cai trị khu vực đàng ngoài, tức là từ sông Ranh trở ra phía bắc, là vua Lê Chúa Trịnh, có nghĩa là họ Trịnh, quân chúa bên cạnh vua Lê, và nắm quyền cai trị ở đàng ngoài. Còn họ Nguyễn ở đàng trong cũng là quân chúa, gọi là chúa Nguyễn. Hậu quả của cuộc chiến tranh Trịnh Nguyễn này đó là sự chia cắt đất nước kéo dài đến cuối thế kỷ thứ 18, và sự chia cắt này đã gây ra bao đau thương cho dân tộc và tổn hại cho sự phát triển của đất nước. Tình trạng chia cắt đất nước này chỉ chấm dứt khi nước ta diễn ra một cuộc khởi nghĩa lớn, và kết quả của cuộc khởi nghĩa lớn này là các thế lực phong kiến Trịnh, Lê, Nguyễn đều bị đánh lừa, đất nước cơ bản được thống nhất lại lần lượt. Đó là cuộc khởi nghĩa Tây Sơn, đang viết dưới triều Tây Sơn thì đất nước đã cơ bản mình thống nhất. Mà chúng ta đã kết thúc bài học 22. Các em nhớ ghi chép bài cẩn thận và không quên giữ nguyên tắc 5K để đảm bảo an toàn trong cái phòng chống dịch COVID-19 nhé. Xin chào các em.